Chào mừng gia đến với kênh Nguyễn Chí Đạo. Hôm nay mình sẽ lên sóng cái chương trình thanh lý ha, và sale những cái hàng trưng bày mẫu cũ và giảm giá những hàng mới này mà nó sẽ có những cái mã mới cũng giảm giá. Anh em là coi cái mã nào nó hợp thì mình có thể liên hệ mua. Những cái chương trình mà khuyến mãi sale này số lượng có giới hạn, không có nhiều nha mấy anh em. Rồi đầu tiên mình đi vào cái chương trình đầu tiên ha. Đây là cái con máy cưa kiếm của Toto. Cái thân này nữa anh em, giá mới là 1.223.000 nha. 1.223.000 của hãng Toto. Đó thì cái dòng này á, nó dùng pin 20V. Con này mình trưng bày nha, đã 2019 rồi. Nè, 1.223.000, hồi xưa mình nhập là 1365 nè. Nó sẽ có một cái đợt anh em ha. Đợt hồi xưa mình lấy mình trưng bày là 1365, sau này nó giảm xuống còn là 1.223.000. Nhưng trong chương trình hôm nay mình sẽ thanh lý cái con trưng bày này nha. Thanh lý con trưng bày này mấy anh em ơi, giá rất là tốt luôn nha. Bây giờ mình sẽ thanh lý con này giảm cho anh em 50% luôn. Rồi anh em nào mua con này thì mình sẽ tính cho anh em với giá là 650.000 nha. 650.000 con trưng bày nha mấy anh. Đó nó sử dụng chân pin của Toto. Chân pin Toto bây giờ gần như rất là phổ thông rồi. Trong cái trường hợp nếu như mà anh em mà có chân pin Makita thì mình vẫn có thể mình lấy mua cái đế chuyển nha. Đây nè anh em, cái đế chuyển của cái chân pin Makita nè. Đây chân pin Makita nè, bỏ vô nè nha, rồi gắn vô cái chân Toto nè. Ok, cái là anh em quất phà liền ha. Đây con lành ha. Đó. Mọi cái vấn đề mình có cái hướng giải quyết cho anh em hết á. Rồi ở đây thì cái nó dùng cái cơ chế gài nhanh nha, gỡ ra nó gắn vào nhầy thôi. Cái này lâu ngày thì bụi nó bám nha mấy anh, bụi nó bám nên bán cái giá rất là rẻ luôn á. Về anh em tự vệ sinh nha, tự vệ sinh. Rồi giá là 650.000 nha, 650.000 đó. Còn anh em nào muốn mua cái đế chuyển á thì mình mua nha, mua cái đế chuyển thì mình mua. Đó, cái đế chuyển này thì anh em lưu ý khi mà gài vô thì lấy cái này xuống nó mới gài được nha, chứ để nó móc lên là nó khóa lại nè, kéo ra nó cứng, nó thẳng ra được. Cái đế chuyển là 140.000 cho đế này nha mấy anh, từ chân pin Makita sang máy của Toto. Còn cái chân pin của Yamasu này là giá là 432.000 nha. Đó thì anh em mà đang có nhu cầu về dòng này thì có thể liên hệ mua. Còn sử dụng chân pin Toto thì dễ rồi, này dùng cơ chế khóa nha. Khóa nè, gài nè. Đó, này thì là nó còn rất là mới này ha, vệ sinh cái là mới tinh thôi. Những con này nó rất là khỏe, khỏe hơn những cái dòng mà anh em nó nhỏ nha. Khỏe hơn cái này sẽ xài hai tay dành để cắt độ khỏe đó nha. Còn cái dòng mà anh em xài một tay thì nó yếu hơn cái dòng này. Dòng này nó sẽ khỏe hơn. Bởi vì lý do làm sao mà nó mắc gấp đôi những cái mẫu mà anh em cầm một tay nha. Rồi, 650.000 nha anh em, số lượng chỉ có một con thôi. Ngoài ra những anh em nào muốn mua cái con đó mà hàng mới full box trong hộp có luôn, thanh lý luôn. Bây giờ con đã 650.000 thì bây giờ con nằm trong mới full mộc mình sẽ thanh lý cho anh em với giá là 850.000 luôn nha. 850k. Ok anh em ơi. Nha, những cái mẫu thì nó đã lâu rồi thì mình phải sale đi ha. Để về những mẫu mới 850k cho con mới full mộc y chang con nãy luôn nè. Đó. Khu nguyên hộp cho anh em luôn ha, không khác gì luôn mấy anh em ơi. Nha, nó giống y xì luôn. Full mộc thì nó như vậy thôi nha. Anh em nào mà muốn nguyên hộp lấy nguyên hộp. Còn em nào lấy con trưng bày thì con trưng bày, thì rẻ hơn 200, còn trong hộp thì nó mắc hơn 200. Rồi, 850.000 nha. Con hộp này thì mình còn 3 con. Cái con trong hộp này với đắt 2020 này, con trưng bày 2019 nha. Nó cũng nằm cũng lâu rồi đó. Ok nha. Rồi, kế tiếp một cái giảm giá nữa cho anh em đây, giảm giá rất là sốc đây nè. Cái bộ này nè mấy anh, bộ đủ đê xa. Thực sự mà nói thì cái dòng DSA 18V bán rất là chậm luôn. Rồi còn nó có một hai con. Cái bộ này là giá là 3.500.000 nha. Giờ giảm giá cho anh em 50% luôn á. Ok. Giảm giá hơn 50% luôn đi nha, tính ra 1.700.000 con này thôi. Đây là một cái máy bắn vít tự động nha. Nó dùng những cái dây này giống như đạn nè. Anh em ráp vô rồi anh em bắn. Một máy 2 viên pin 2A 18V. Đó. Anh em à, cái này thì anh em bóp vô tháo ra, anh em có thể dùng bắn vít được nha, ấn vô nó mới chạy nè, anh ấn vô nó mới quay nè. Đó, ấn vô nó quay ha, ấn vô nè nó quay. Thì cái cơ chế này ngoài cái chuyện mà anh em có thể có dùng bắn vít được luôn, khoan được luôn nha. Cái này thì nó dùng cái đầu bắn vít đó mấy anh, kéo lên rút ra nè nha. Nó dùng cái đầu bắn vít này, nó không có búa thôi nha. Nó dùng đầu bắn vít, ấn vô thì nó mới quay, rồi kéo lên nhét vô nè. Đó thì một bộ này nó cho hai cái đầu vít này, thì anh em gắn vào trong đây nha. Đó thì gắn đây, khi mà mình xài mình ấn những anh em làm cần thịt cao đó, ấn vô cái ba, ấn liên tục rồi đó. Dây thì nó chuyển như đây, mấy dây này thì ở ngoài thị trường nó có bán nha. Đó, nó chuyển như đây. Còn này là tăng giảm cái độ sâu của con vít nè, lồi lên nè ha, và bằng nè anh em. Đây này, tăng giảm độ sâu con vít nè. Hàng của DSA giá tới 3.500.000 bộ luôn mấy anh, rất là mắc. Bây giờ thanh lý cho anh em luôn nha, chỉ có 1.700.000 thôi
thanh lý cho nó xong rồi anh em ơi, 1.700.000 nha. Một máy hai viên pin một sạc. Thực ra anh em một cái viên pin 2A của 18V này nó đã là hơn 500.000 một cái, cục sạc nó đã là hai pin nó đã là ngoài 1 triệu rồi. Cục sạc nó là 300 mấy nữa, 400 mấy nữa là hết 1 triệu tư mấy rồi mấy anh. Tính ra cái bộ này bán 1.700.000 là rất là rẻ. Cái máy này mình không tính luôn. Cái máy là động cơ không gió than luôn nha mấy anh. Đó anh em có nhu cầu thì tháo nha. Để lâu ngày nó vậy nè. Động cơ không gió than luôn nha. Đó, cái này để lâu ngày thì nó hơi móc móc như nè. Động cơ không gió than. Dùng cái cụm này là dùng để bắn vít nha, bắn vít tự động. Đó, cái cụm này nó mắc tiền lắm nha mấy anh. Nó không phải tự nhiên mà thực sự bộ này thực sự không có bán thiệt. Rồi, cái cụm này đó anh em ráp vô vậy anh em bắn vô anh em xài thôi. Còn cái này thì ra ngoài hết thì mình mua nha. Rồi còn về pin á thì anh em cứ yên tâm. Nếu mà trong trường hợp anh em xài nghĩa là giờ đây nè, pin 10, pin này là pin 10. Anh em chọn xíu. Pin 18V đúng không? Anh em muốn xài cái pin này sang những dòng máy khác đúng không? Ok, anh em mua cái đế chuyển. Cái này thì bên cửa hàng mình nó về đủ hết anh em. Đây nè, cái đế chuyển từ chân pin 18V sang chân Makita ráp vô nè. Đấy, ha, pin 18V sang cái chân Makita, chân băm Makita đây. Đây, cáp vô. Đó, ha. Ngọt sớt luôn anh em ha. Mặc dù nó hơi xấu nhưng mà quan trọng là giải quyết công việc gia đình chúng ta là được rồi nha. Chứ ai cũng biết là chúng ta sẽ ráp thẳng ở đây thì nó sẽ đẹp hơn, nhưng mà cái qua cái đế chuyển này anh em sẽ xài được nhiều cái công dụng hơn. Không phải tốn nhiều tiền để chúng ta bỏ thêm tiền mua cục pin nữa nha. Ok. Rồi, cái đế này thì giá là 160.000 nha mấy anh. Đế đúc 160.000 cái nha. Thì anh em yên tâm, pin 18V thì hoặc là những cái dòng áo pin 18V ha. Đế đúc. Ok rồi. 1.700.000. Giảm cái giá hết cái hộp luôn mấy anh em ơi nha. Hàng mới tinh luôn nha, chưa bảo hành gì luôn nè. Đó, giá bình thường ở đây ngày xưa này là 3.500.000. Đem giá 3.500.000 nè. Ok ha. Rồi, 1.700.000 nha mấy anh. Đó, anh em mà đang có nhu cầu liên hệ, số lượng có 3 con nha, 3 con. Sản phẩm kế tiếp nằm ở trong cái chương trình giảm giá ngày hôm nay đó là cái bộ này đi. À đây. Cái này mình còn một cái nha. Đây là cái đèn pha 100W, bình thường giá là 640. Anh em nào mua con này hiện tại giờ sale xuống anh em còn là 450 nha. 450k, số lượng một cái thôi. Đèn pha mới tinh rồi nha mấy anh, chưa kích hoạt bảo hành gì luôn. Cái dòng này anh em lưu ý nha, chỉ lắp trong nhà thôi, không lắp ngoài trời. Bởi vì cái vỏ là vỏ nhựa. Đây nè. Đây ha, đèn pha rất là sáng nha. 100W thì anh em lắp ở hàng tư rồi đó, vỏ là vỏ nhựa không lắp ngoài trời được, anh em lắp trong nhà trong máy hiên. Chiếu xuống rồi nọ ha. Đó có tấm panel sẵn luôn, hàng của TV Solar bảo hành con này như là 3 năm mấy nè, 2 năm 3 năm gì đó. Nha. 2 năm. Ok nha, hàng mới tinh luôn nha. Rồi số lượng chỉ có một cái thôi mấy anh em ơi. Cái này mình khỏi thử ha. Thanh lý giá là 450k tại vì về mẫu mới rồi. Thông thường bây giờ bên cửa hàng mình đó anh em, bây giờ nó sẽ có những cái ví dụ như về mẫu mới thì những cái mẫu cũ mình phải sale nó đi, phải sale nó đi, phải thanh lý nó đi thì nó mới bán mẫu mới được. Ok ha. Rồi, 450k nha, giảm cho anh em hơi bị nhiều luôn. À, dưới giá giảm lỗ luôn á. Rồi, 450k số lượng chỉ có một cái thôi nha, một bộ này anh em ơi. Rồi, kế tiếp. Đây. Đây là một cái dụng cụ đóng đinh. À, dùng đầu nổ anh em. Cái dòng này thì giá hiện tại là 520.000, trong chương trình này thì mình sẽ sale cho anh em còn có 480.000 thôi nha mấy anh em. 480.000 thôi thì nó gồm những cái gì, một cây súng nè, cây này cây bắn ti nè, rồi một cái bộ linh kiện phụ kiện đó nè, hay nó cũng có lò xo, có kim quả Seiko nè, rồi nó có tai nghe, rồi có cái thu vít nè, bao tay nè, vệ sinh nè, cái kính nè. Cái dòng này rất là xài rất là ngon luôn nha. Đó, anh em cầm như này. Cái này nó có khuyết điểm nhất là anh em cầm cái đầu này nè. Nó thiết kế này bằng nhựa nên có thể nó sẽ bị anh cầm đầu này, nó sẽ gãy, anh em cầm chỗ này thì ok, xài phà luôn. Anh em cầm cái chỗ này lúc nào cũng vậy, nó có lực hơn và không bao giờ gãy nha. Tại vì đã có xài rồi, này mình bán như rất là nhiều. Cầm dưới đây thì cái này nó bằng nhựa, nhìn nó giòn, anh em thục nó dễ bị nứt cái này. Nhưng anh em cầm cái đầu này nha, cặp này mình thục. Ok. Cái dòng này hiện tại bây giờ chỉ có 480.000 thôi, đang khuyến mãi của nó là nó có tiêu âm nữa nha. Rồi, nó số chỉnh lực nè, 1 ốc, 2 ốc, 3 ốc để chúng ta chỉnh cái lực nổ của nó. Nếu mà nó lực mạnh quá thì chúng ta tháo con ốc ra. Tháo con ốc ra giảm ha, tháo hai con ra thì càng giảm nữa. Tháo ba con thì khỏi bắn luôn nha mấy anh em. Ok ha, chỉ tháo một con thôi nha, một con hai con thôi. Rồi, cái dòng này thì 480.000 chờ xíu. Đó, giá chỉ có 480.000 thôi nha mấy anh em ơi ha. Anh em mà đang có nhu cầu thì liên hệ nha. Mấy cái này là cái đầu dặn vô thôi. Rồi ok nha.
Ngoài ra thì cái đinh của nó thì nó rất là nhiều đinh. Ở bên cửa hàng mình thì có bốn, tổng cộng 4 loại ha. Ví dụ một cái đinh dù. Đây, đinh dù là cái nào sọ mini nha. 2.400 con. À, anh em thuộc cái là nó ăn vô luôn, xài đinh dù rất là nhiều. 2.400 con, em lưu ý cái đinh này mini xài cho máy mini, nó còn loại đinh lớn 3.000 con nữa xài cho máy lớn. À, anh em mua đinh nhỏ thì xài máy nhỏ nha. Chứ đi mua cái đinh này 2.400 xài máy lớn không có xài được, cái lỗ này nó nhỏ hơn. Nha, cái lỗ mà cái cây đầu này nhỏ hơn, không vô được xài máy lớn. Đinh dù này nhỏ xài cho máy nhỏ. Rồi, 2.400 con loại dù. Ha, cái bát này thì cũng là 2.400 con luôn. Cái này cũng vậy là 2.400 con luôn. Móc này có hai size, móc 20 và móc 25. Anh em cái này móc móc 25 ha, mình cầm một cây minh họa anh em thôi. Đó, tổng cộng có 4 loại ha. Thì anh em mình mua cái loại nào thì mua cái loại đó, giá chỉ có 2.400 con thôi. Đồng giá nha. Rồi, còn cái này thì giá nó chỉ có 480k thôi. Cái dòng này mình review rất là nhiều luôn mấy anh em ha. Là nó sẽ bắn vô tường bê tông á, nổ bốc ngon lắm ha. Và cái này nó tiêu âm rất là êm ha. Rồi, 480k nha mấy anh. Sản phẩm kế tiếp. Đây, còn có hai con này ha, bán cho nó hết luôn mấy anh em ơi. À, đây. Đây là cái con hai cái con bắn khoan đầu kẹp 10 ly của Covid, cái con này giá là 290.000 ha. 290.000 cái đầu này thì nó thiết kế chỗ này là bằng kim loại nha, này nhựa. À, kim loại nhựa, số lượng mình chỉ có một con này thôi. Đây, kim loại và nhựa. Đó, anh em nào rất là êm nha. Đó. Đảo chiều. Nó chỉ có hai chức năng thôi. À, nó chỉ có một chức năng thôi, chức năng khoan và ống vít thôi, không có khoan búa nha. Và có chức năng đảo chiều, có khóa cò ha, đầy đủ ha. Thiết kế nhỏ gọn, có đeo nè anh em. Thì cái đầu kẹp 10 ly của Covid nha. Hàng mới tinh luôn, máy chạy rất là êm nha. Cái dòng này thì anh em 500W nha mấy anh em. Công suất này là công suất 500W, giá là 290.000. Giá chỉ có 290.000 thôi. Ok ha. Rồi. Ngoài ra nếu như mà cái dòng này nó hết thì mình cũng còn một cái mã cũng 290 luôn. Nhưng cái mã đó thì nó sẽ về cái nó không bằng cái con này. Nhưng mà đồng giá. Đây. Con này cũng 290 luôn nè mấy anh. Nhưng con này cũng đầu kẹp 10 ly nhưng mà nó là bằng kim loại, cái dòng này công suất của nó có 450W thôi. Nha, cũng 290 luôn. Thì anh em mình hết con nào mình lấy con đó. Nha. Đây, 290k, y chang con nãy nhưng mà con này thì nó sẽ có chỉnh cái tóc đây nha. Đây nè mấy anh, chỉnh tóc nè. Ha, khóa cò là chỉnh tóc, con kia thì nó không có. Nha, con này thì nó lại có chỉnh tóc nè. Máy chạy rất là êm nhưng đầu kẹp thì cũng có 10 ly thôi mấy anh em ơi. Chuyên khoan mà mít ha. Đó. Ok ha. Ừ. Đảo chiều trái phải hai cái mẫu này khác nha. Mẫu này thì nó dùng cái này có chỉnh tóc đây, gạt ở đây, còn kia đều tóc tại cò. À, anh em bóp ha, con này nó chỉnh giữ là vững nè. Rồi, đồng giá 290.000 nó khác nha chỗ cái đầu thôi nha. Anh em nói cái đầu kim loại với nhựa, cái đầu nhựa không? Đồng giá 290. Mỗi thứ chỉ còn có một con thôi mấy anh em ơi. Sell cho nó hết luôn. Rồi, mình qua. Kế tiếp nữa là cái dòng máy khoan của Toto. Đây. Đây là cái dòng máy khoan của Toto có búa một máy 2 win một sạc 835.000. Nha. Ồ, con này không búa, có búa chứ lộn, có búa ha. 835.000 có búa mấy anh em ơi. Rồi, trong cái chương trình này sell cho anh em đậm sâu luôn nè. Một máy 2 win một sạc, hàng mới tinh luôn, động cơ có chỏ than nha. À, cục sạc adapter 835.000 trong trình này sale cho anh em còn là 650 nha, 650 một máy 2 nhân pin một sạc. À, đó. Có búa nha, nó sẽ có hai cấp, số 1 số 2 thôi. Đó, tốc độ quay nè, 400.500 ha, đầu kẹp 10 ly đó, 650.000 một con một cái nha, một máy 2 nhân pin một sạc đó. Anh em nào ngày xưa mà tại vì bây giờ anh em những cái dòng máy nó ra càng ngày càng cải tiến lên ha, thì những phiên bản cũ thì bắt buộc phải sale nó đi chứ không là mình ngậm nó hoài luôn. Rồi, 835.000 sale xuống cho anh em còn là 650 nha, xóa đi, 650k đó, ngon lành ha. Ok, rồi kế tiếp nữa, một cái thân máy mài. Cái thân máy mài này thì cũng còn vài con thôi, cũng sale cho nó hết nha. Đây là cái thân máy mài của Makute. Sale bộ này anh em nào chưa có gì luôn á thì anh em mua cái gì nó mới rẻ nè. Anh em nào mà chưa có gì đúng không, chưa có gì luôn á thì mình mua cái mình bán anh em là một cái thân này nè. Rồi, một cái thân này, một cục pin của Toyoko, rồi một cái cục sạc của Toyoko đó, giá chỉ có 900.000 thôi. Giá chỉ có 900.000 thôi mấy anh em ơi ha. Còn anh em mua cái thân này không thì giá là 500.000 đó. Tính ra anh em mua một cái thân pin sạc lợi hơn. Ok ha. Dùng chân pin phổ thông Makita có hai cấp chỉnh số nè.
Đối với cái núm này nó nhỏ xíu à, anh em nên dùng cái móng tay nha, anh em bấm vô nè ha, mới chỉnh được. Anh em cầm hai cái tay ấn vậy nó không có ăn đâu nha, dùng cái móng tay nha mấy anh. Ok đó, nhanh nó lành. Để 100 có em mà 10 tốc độ quay 4.000 và 8.000, giá thân máy 500.000, còn giá bộ một máy một pin Togo một sạc giá chỉ có 900.000 thôi. Đó, đó là những cái bộ combo mà mình nghĩ anh em mua xài nha, rất rẻ luôn. Rồi tiếp tục cái chương trình hôm nay, đó là một cái bộ của Tonsen. À, bộ này anh em ơi, bộ này rất là đẹp luôn nè, đang thanh lý giá 2.200.000. Giá mới bộ này nó gần gấp đôi á mấy anh. Nó mắc tiền ghê lắm. Đây. Phải nói là đẹp luôn. Bộ này chuyên cách điện 1000V nha. Chuyên cách điện 1000V chuẩn video giá 2.200.000. Nó gồm là một cái con dao tước hổ thẳng. Cách điện 1000V nè, một con dao tước, một cái kìm. Kìm cách điện 1000V chuẩn VDR nha. Đây nè, VDR nè anh em. Nó dùng cái cán cao su bọc đỏ như thế này nha. Đó, một cái kìm nhỏ, kìm răng. Rồi một cái kìm nhọn nè, kìm nhọn nè. Một cái kìm tước dây điện nè, một kìm cắt nè mấy anh. Đây. Anh em thấy mấy cái gù này không to không? Đó, anh em cầm về phải nói cách điện chuẩn luôn, 1000V. Mà anh em đang xài điện có 220 thôi thì cái chuyện này thì chuyện quá bình thường rồi ha. 220. Nó làm chuẩn hơn mấy anh em ha. Cái đầu ở đây chỉ để làm điện, còn tay mình cầm ở đây thì nó sẽ không có đụng tới trên đây nên nó sẽ đạt cách điện rất là tuyệt vời. Cái nữa là cái mỏ led cách điện 1000V luôn nè mấy anh nha. Nó có cái cục này để tay cầm nó chống bị trượt mấy anh, cầm vô đây là không có bị trượt ha. Đụng vô đây cái là nhõng cẳng đó nha. Nếu mà đang xài có điện là đụng vô đây cái là nhảy dựng liền. Rồi kế tiếp nữa, trên cái này thì có nguyên cái dàn 2, 3, 6 cây tu vít cách điện 1000V. 6 cây tu vít, một cây dẹp. Dẹp 5.5 ly, dẹp 4 ly, dẹp 2.5 ly. Rồi một cây BH2, một cây BH1, cây BH0. Hai cái cờ lê. Cờ lê này anh em, một cái là 17, cái là 19. Rồi, nó 5 cái cờ lê chứ. Cờ lê này 10 nè, 12, 14, 17, 19. Ô cờ lê đẹp lắm anh em ơi. Cờ lê nó cầm cho anh em xài là khỏi sợ đụng chạm luôn. Nó chỉ thiết kế cái phần này là phần tiếp điện thôi. Còn xung quanh ở đây là cách điện chuẩn 1000V đó nha. Chuẩn 1000V có đơn vị thứ 3 cấp là được là VDR. Cái cách điện chuẩn 1000V nó sẽ có hai cái chuẩn. Một á là nó test tại nhà máy, nó không xin cấp chuẩn bởi đơn vị thứ ba là VDR nha, đơn vị thứ ba. Còn cái này thì nó sẽ cấp đơn vị thứ ba nên giá nó sẽ mắc hơn. Rồi cái giá bộ này thanh lý cho anh em chỉ có 2.200.000 thôi, một bộ duy nhất. Nó có thêm một cái bút thư điện này nữa nha. Đây nè, bút thư điện 2.200.000 nha, đựng trong cái thùng đẹp nhất cái nắp luôn. Đựng trong thùng nè anh, đẹp cái không. Ngon lành. Rồi 2.200.000 nha, số lượng chỉ có một bộ. Sản phẩm kế tiếp trong cái chương trình này thì nhắc lại ha, nãy mình mới lên cái chương trình của Toyoko rồi, thôi sẵn ở đây mình trên bàn luôn nhắc lại. Anh em nào mua cái bu lông của Toyoko với giá là 2.090.000 được tặng một cái thân băng vít nha mấy anh em. Nha, bu lông của Toyoko 2.090.000. Đó là anh em mua bộ này nè. Bộ này nè. 2090, bộ bu lông là 550 niu, hai viên pin 4A, một cục sạc, 2.090.000 tặng cái thân băng vít này chỉ giá là 1.730.000. Thân băng vít này giá là 730 nha. Anh em nào mua cái thân này là 730 nè. Đây. Nha, rất là khỏe luôn nha mấy anh em ơi. Bu lông thì 550 niu, bắn vít thì 230 niu. Đó. 2.090.000 thôi. Con này thì mình có test rồi. Cả hai dòng này đều động cơ không cho than hết nha. Thiết kế mẫu mã này khá là đẹp. Đó. Nhắc lại cho anh em ha, để anh em mà đang có nhu cầu thì mình có thể mình mua. Bộ này thì có 3 tốc độ chỉnh ha. Chậm nè, lên nè, nhanh nè. Đây nè. Đó chiều của nhãn đầu vít nè mấy anh. Đó. 2090 tặng cái thân bắn vít. Còn đây là con bu lông. Đó, ok ha. Đây mấy anh. Đẹp ha. Con bu lông 550 niu. Xe máy thì anh em sửa ok rồi nha. Các vấn đề xe máy là sửa ok đó. Cũng có 3 cấp luôn cái này mà. 550 niu đầu khẩu 1.2 rất là đẹp. Ha. Sửa xe máy chúng ta mua cho một bộ như vậy chúng ta xài thôi mấy anh em ơi là tuyệt vời rồi. Chân pin phổ thông Makita luôn, viên pin anh em nào mua rồi thì giá là 380.000 viên nha, cục sạc thì nó là 101. Rồi hết rồi ha. Đó thì anh em đang có nhu cầu về dòng nào thì có thể liên hệ số điện thoại mình dưới để mua hàng. Giá mình giá tại cửa hàng chưa cần ship nha. Rồi cảm ơn em á, xin chào và hẹn gặp lại.